Xin chào các bạn, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn một bộ tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quyết định số 5013 quyết định Bộ Y tế ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. Sau đây là cách chữa trị bệnh đau khớp gối. Thoái hóa khớp gối còn gọi là học tắc phong. Thoái hóa khớp gối là hậu quả của quá trình cơ học và sinh học làm mất cân bằng giữa tổng hợp và hủy hoại sụn xương dưới sụn. Sự mất cân bằng này có thể được bắt đầu bởi nhiều yếu tố di truyền, phát triển, chuyển hóa và chấn thương. Biểu hiện cuối cùng của thoái hóa khớp là thay đổi hình thái sinh hóa phân tử cơ học của tế bào và chất căn bản của sụn, dẫn đến nghiền hóa, nứt lát, mất sụn khớp, sơ hóa xương dưới sụn, ghe xương và hóc xương dưới sụn. Bệnh thường gặp ở nữ giới chiếm 80% các trường hợp thoái hóa khớp gối. Theo y học hiện đại, nguyên nhân gây ra thoái hóa khớp gối được chia làm hai loại. Loại 1 là thoái hóa khớp nguyên phát và thứ phát. Chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn chẩn đoán của hội thắt khớp học Mỹ ACR American Glossary 1991, có ghe xương ở rìa khớp trên X-quang, dịch khớp là dịch thoái hóa tuổi trên 38, cứng khớp dưới 30 phút, có dấu hiệu lục cục khi cử động khớp. Chẩn đoán xác định khi có yếu tố 1234 hoặc 125 hoặc 145. Các dấu hiệu khác, tràn dịch và biến dạng khớp. Các phương pháp thăm dò chẩn đoán hình ảnh X-quang, siêu âm khớp, chụp cộng hưởng từ, nội soi khớp. Theo y học cổ truyền, thoái hóa khớp không có bệnh danh riêng, tuy nhiên hầu hết người bệnh đến khám và điều trị thoái hóa khớp gối thường có triệu chứng đau, hạn chế vận động và khớp gối sưng hoặc biến dạng, nên thoái hóa khớp gối được quy vào chứng tý bệnh danh là học tắc phong. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh sinh theo y học cổ truyền: phong hàn thấp hoặc phong thấp nhiệt, tà thừa lúc chính khí hư tổn, vệ ngoại bắt cố xâm phạm vào cơ biểu kinh lạc làm sự vận hành của khí huyết tại khớp gây đau, co duỗi khó khăn. Công năng của thận can và thận bị hư tổn do bệnh lâu ngày làm tà khí bám vào gân xương hoặc do tuổi cao. Chức năng của cân thận suy giảm gây đau, co duỗi khó khăn, biến dạng và khớp và té phát nhiều lần. Các thể lâm sàng và điều trị bằng y học cổ truyền. Với mỗi thể lâm sàng tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đấu pháp lập phương, bài thoát nghiệm phương, bài thuốc nghiệm phương để gia giảm thành phần, khối lượng các vị thuốc cổ truyền hoặc kê đơn các thành phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán. Thể phong hàn thấp tí. Thank you.
Triệu chứng sau khi nhiễm ngoại tà phong thận thấp: xuất hiện đau sưng nề, không nón đỏ, hạn chế vận động khớp gối một hoặc hai bên, trời lạnh ẩm đau tan, dương ấm đỡ đau, kìm sợ lạnh, sợ gió, không sốt, rêu lưỡi tráng phớt, mạch phù quẩn. Chẩn đoán bất cương, biểu thực hàm, chẩn đoán kinh lạc, bệnh tạ khớp, căn cơ kinh lạc, chẩn đoán nguyên nhân, ngoại nhân, gồm có phong hàm thấp, biện pháp trừ thấp, khu phong, tán hàm, chỉ thông. Bệ phương, điều trị bằng thuốc cổ phương, nếu thấp, tháng, ý dĩ nhân thân, gồm có ý dĩ 30g, bạch trục 8g, bạch thược 8g, đương quy 12g, quế chi 10g, ma hoàng 6g, cam thảo 4g, sinh khương 6g, sát uống ngày một thân, chia 2 lần khi còn thuốc ấm. Nếu hàng tà tháng thì dùng ô đầu thân, gồm có hát phụ tử 8g, ma hoàng 8g, bạch thược 12g, hoàng kỳ 20g, cam thảo 4g, mật ong 80g. Sát uống ngày một thân, chia làm 2 lần khi thuốc ấm. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương thì là dùng thấp khớp 2, viện đông y 1, rễ sáu hổ 16g, 2, dây đau xương 12g, dây gám 12g, thổ phục linh 12g, thiên niên kiện 12g, kê quyết đàn 12g, ngưu tắc 12g, hy thi 12g. Nếu thành cao lãm, uống 50 ml nước trên ngày, chia làm 2 lần. Cách điều trị không dùng thuốc: châm tả và cứu các huyệt tại chỗ: A thị huyệt, độc tỵ, dương lan tiền, lương khâu, tắc nhãn, âm lan tiền, quyết hải, quỷ trung, toàn thân, phan lăng, túc tâm lý, lúc kim hay lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 10 đến 15 ngày trên một liệu trình. Các kỹ thuật châm, điện mãn châm, ung điện châm, ung châm, lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày trên một liệu trình. Điện nhĩ châm, các điểm bánh chè, cạn chân, nhĩ chân, một lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày trên một liệu trình. Quạt cái chỉ vào các huyệt, công thức huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc chọn công thức huyệt cái chỉ phù hợp. Mỗi lần cái chỉ có tác dụng khoảng 7 đến 15 ngày sau thời gian tự tiêu của chỉ, có thể thực hiện liệu trình tiếp theo. Xoa bóp bấm huyệt, thực hiện các thủ thuật xoa, sát, miết, bóp, vần, vận động dai, ấn các huyệt như trong công thức huyệt điện châm. Mỗi lần xoa bóp bấm huyệt 30 phút trên lần trên ngày, từ 10 đến 15 ngày trên một liệu trình. Về thể châm, sử dụng các thuốc theo y lệnh có chỉ định, tiêm bắp vào các huyệt như điện châm ngày một lần, mỗi lần 2-3 huyệt, một liệu trình từ 10 đến 15 ngày, tùy từ trường hợp cụ thể người thầy thuốc lựa chọn thuốc phù hợp với chẩn đoán. Laser châm, công thức huyệt như trong công thức huyệt điện châm, thời gian 15 đến 30 phút trên lần trên ngày cho một lần laser châm, một liệu trình từ 10 đến 15 lần, có thể nhiều liệu trình. Chú ý, tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy từng tình trạng bệnh lý của mỗi người bệnh. Thể phong hàn thấp tí, kèm căng thẳng hư, triệu chứng người bệnh đau mỏi khớp gấu, vận động co rúm khó khăn, có thể biến dạng khớp sau khi nhiễm thêm ngoại tà phong hàn thấp, xuất hiện đau tăng lên, khớp gấu sưng nề, không nám đỏ, hạn chế vận động khớp gấu một và hai bên, kèm đau mỏi lưng gấu, ù te, ngủ kém, rêu lưỡi trán phớt, mạch trầm quẩn. Chẩn đoán bất cương, biểu lý tương kim, hư trung hiệp thực, hạn chẩn đoán tạng phổ.
căng thẳng hư. Bệnh tạ khớp, căn cơ kinh lạc, chẩn đoán nguyên nhân, ngoại nhân là phong hàn thấp, bắt nội ngoại nhân, nội thương. Pháp trừ thấp khu phong, tán hàn, chỉ thống, bổ căng thẳng, phương. Điều trị bằng thuốc, cổ phương, độc hoạt, ký sinh thân, độc hoạt 10g, tăng ký sinh 16g, phàm phan 12g, tầng dâu 12g, đương quy 12g, quế tâm 4g, tế tăng 6g, phục linh 12g, xuyên không 8g, xích thược 12g, cam thảo 6g, thập địa 12g, ngưu tắc 12g, đổ trạng 12g, đẳng sâm 12g. Sát uống ngày một thân chia làm hai lần. Hoạt dùng bài tam tý thân là bài độc hoạt ký sinh thân. Gia thêm hoàng kỳ tộc đoạn. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương, độc hoạt phân thấp hoàng, biện đông y. Độc hoạt 12g, hy thêm 12g. Đương quy 12g, thổ phục linh 16g, xuyên không 8g, hà thủ ô 12g, căn khương 4g, quế chi 8g, kê huyết đàn 8g, cốt toái bổ 12g, thập địa 12g, đẳng sâm 12g, ngưu tắc 8g, đổ trạng 12g, cam thảo 4g, kim ngân hoa 6g, làm viên hoàn cứng uống 30 ngày, 30g trên ngày. Điều trị không dùng thuốc, châm kết hợp với cứu, châm tả và cứu cấp nguyệt tại chỗ, như thể phong hàn thấp tí. Châm bổ thận du, căn du, tâm âm giao, thái khê, thái sinh, quan nguyên, lưu kim 20-30 phút trên lần trên ngày, từ 15-20 ngày trong một liệu trình. Xoa bóp bấm huyệt thủy châm, điện mãn châm, cái chỉ như thể phong hàn thấp tí, điện nhĩ châm, châm tả bánh chè, cản chân, châm bổ thần môn, can, thận, lưu kim 20-30 phút trên ngày, từ 15-20 ngày trên một liệu trình. Chú ý, tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi theo từng tình trạng bệnh lý của mỗi người bệnh. Thể phong thấp, nhiệt kèm căng thẳng hư, triệu chứng người bệnh đa mỏi khớp gấu từ lâu, vận động co duỗi khó khăn, có thể có biến dạng khớp. Đợt này hiện sưng đau, nám hoặc đỏ, một hoặc khớp gấu hai bay, đau cự ăn, thường kèm theo phát sốt, sợ gió, miệng khô khát, phiền táo, bức rứt, không yên, tiểu phạm, lưỡi đỏ, rêu vàng bẩn, mạch hoặc sát, chẳng đón bất cương, biểu lý tương kim, hư trung nghiệp thật nhiệt, chẳng đón thận phủ kinh lạc, căng thẳng hư, bệnh tạ khớp, căng cơ kinh lạc, chẳng đón nguyên nhân, bắt nội ngoại nhân là nội thương, ngoại nhân phân thấp nhiệt. Về pháp, thanh nhiệt khu phong, trừ thấp chỉ thống của căng thẳng. Về phương, điều trị bằng thuốc, cổ phương dùng bài ý dĩ nhân hợp với nhị diệu tâm, gồm có các thành phần ý dĩ nhân 2g, quế chi 6g, cam thảo 6g, thượng dược 6g, bạch lục 12g, thượng lục 12g, đương quy 12g. Sát uống ngày một thân chia làm hai lần, dùng bài bạch hổ quế chi thân. Có sinh thịt câu 30g, ngạnh mễ 10g, tri mẫu 10g, cam thảo 6g, quế chi 4g. Sát uống ngày một thân chia làm hai lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc, các nhóm thuốc theo pháp đồ điều trị. Nghiệm phương, hướng dẫn thuốc nam và châm cứu theo Bộ Y tế. Hy thêm 50g, rễ la lốc 20g, ngưu tắc 20g, thổ phục sinh 20g, hoài sơn là máu, lượng vừa đủ. Chi từ những bột áo, lượng vừa đủ. Làm hoàng, bột hoài sơn làm áo, bột áo nhượng vàng nước chi tử, uống 50g trên ngày. Sau khi khớp gấu hết nóng đỏ thì có thể dùng các bài thuốc uống trong như
thể phong hoàng thấp tý, kiềm cân thận hư. Điều trị không dùng thuốc, vì chăm như thể phong hoàng thấp tý, kiềm cân thận hư, chăm tả thêm việc đại trị nụ đình. Điện nhĩ châm, điện mãn châm như thể phong hoàng thấp tý, kiềm cân thận hư. Sau khi khớp hết nóng đó thì là áp dụng pháp đồ xoa bóp bấm huyệt thủy châm cái chỉ như thể phong hoàng thấp tý, kiềm cân thận hư. Chú ý, tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi theo từng tình trạng bệnh lý của mỗi người bệnh. Kết hợp điều trị y học hiện đại, nguyên tắc điều trị giảm đau, phục hồi chức năng vận động của khớp, tránh tác dụng không mong muốn của thuốc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều trị cụ thể, điều trị bằng thuốc, điều trị triệu chứng tác dụng nhanh. Tùy từng trường hợp người bệnh có thể chọn các nhóm thuốc sau. Thuốc giảm đau, chọn một trong các thuốc theo bậc thang giảm đau của Tổ chức Y tế Thế giới. Tùy theo tình trạng đau mà điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp. Chống viêm không steroid không được phối hợp với hai loại thuốc trong nhóm. Thuốc bôi ngoài da gồm Cofetren, Emugen, Bronicken có tác dụng giảm đau đáng kể và không gây ra tác dụng phụ như dùng đường toàn thân. Bôi tại khớp đau từ 2 đến 3 lần trên ngày. Điều trị chứng tác dụng chậm, các thuốc chống thoái hóa khớp nên chỉ định sớm, thường dùng kéo dài, có thể phối hợp với nhau và phối hợp các thuốc điều trị chứng có tác dụng nhanh đã nêu ở trên. Một số phương pháp khác: tim nội khớp, hydrocortisone, ATAT. Khi có viêm và trần dịch khớp cần để ý chỉ định mỗi đợt tiêm cách nhau từ 5 đến 7 ngày, không vượt quá 3 mũi tiêm cho mỗi đợt, không tiêm quá 3 đợt trong một năm. Các chế phẩm chậm: methylprednisolone, ATAT 40g, betamethasone, rivaroxabanate 2mg, tiêm mỗi mũi cách nhau 1 đến 2 tuần, không tiêm quá 3 đợt trên một năm vì thuốc gây tổn thương phần xương khớp nếu dùng quá liều. Acid hyaluronic dưới dạng hyaluronat 1 ống 1 tuần, 3 đến 5 tuần liên tục, sử dụng huyết tương già, tiểu cầu tự thân, lấy mạch, lấy máu tĩnh mạch, chống đông, ly tâm tách huyết tương, sau đó bơm vào khớp gấu 6 đến 8 ml. Cái ghép tế bào gấp là một hướng đi nhiều triển vọng. Tế bào gấp chiết xuất từ mô mỡ tự thân và từ nguồn gốc tủy xương tự thân. Điều trị không dùng thuốc, kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng của Bộ Y tế và các hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng khác do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vật lý trị liệu: laser công suất thấp, siêu âm trị liệu, điện xung. Có chế độ vận động thể dục thể thao hợp lý, bảo vệ khớp tránh quá tải, phát hiện, điều trị, chỉnh hình sớm các dị tật khớp. Điều trị ngoại khoa, nội soi khớp nhằm sửa chữa tổn thương, cấy ghép tế bào sụn, rửa khớp và làm sạch khớp. Phẫu thuật thay khớp, nếu điều trị nội khoa và bảo tồn không có hiệu quả, người bệnh đau nhiều và mất chức năng vận động nhiều, thường được áp dụng ở người bệnh trên 60 tuổi, thay khớp gấu là 1/2 toàn bộ khớp. Phòng bệnh, thực hiện chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, thực hiện tốt chế độ ăn, tránh để ăn tăng cân béo phì, giảm cân nếu quá cân, tránh các chấn thương giúp làm chậm quá trình xuất hiện thoái hóa khớp, nên tập vận động khớp gấu không trọng lượng, đạp xe đạp, bơm hơi bơi. Video tiếp theo sẽ giới thiệu chữa trị bệnh gút. Mời các bạn đón xem.
Nếu thấy video hữu ích, xin các bạn hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn các bạn.